Chào anh em đến với kênh xe tải thùng .tv. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về dòng xe tải thùng kín QKR 270. Mình sẽ giới thiệu về thứ nhất là về công suất kỹ thuật của xe, thứ hai là về nguyên vật liệu để đóng thùng xe này. Thứ nhất là về công suất kỹ thuật. Công suất kỹ thuật của xe này và về trọng lượng bản thân là 2.700-5 kg. Trọng lượng cho phép chở là 2.500 kg, trọng lượng toàn bộ là 5.500 kg. Về kích thước tổng thể của xe là 6.100 nhân với 1.875 và nhân với 2.820. Về kích thước của thùng là dài 4.280 nhân với 1.730 và 1.750. Về số trục xe thì có 2 trục và khoảng cách giữa 2 trục là 3.360. Về số có bánh xe trên trục là 2 và 4. Về cỡ lốp xe của trước và sau đều xài chung một cỡ lốp là 7.0015. Về động cơ là động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng tăng áp. Bây giờ mình sẽ cho anh em đi xem thùng xe bên mình, và trước khi đi xem xe thì anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin mời anh em xem xe. Xin mời. Mình sẽ nói thêm về phần động cơ của dòng xe này. Động cơ của dòng xe này là 4JH1E4NC, đó là nhãn hiệu động cơ. Còn thể tích là 2.999 cm³. Còn công suất cực đại của nó là 77 kW trên 3.200 vòng trên 1 phút. Về phanh trước và phanh sau, dẫn động, tăng chống, thủy lực, có trợ lực chân không. Hệ thống lái, dẫn động, trục, fit, EcoVy, cơ khí, có trợ lực, thủy lực. Trong cabin được trang bị radio này, rồi quạt gió này, máy lạnh này. Trên vô lăng có in chữ Isuzu. Và đồ nghề kèm theo xe này. Xe này được bảo hành 3 năm nhé anh em. 3 năm hoặc là 10.000 km. Với điều kiện là 10.000 km tới trước hoặc là 3 năm tới trước. Có đèn pha chiếu sương mù. Ở trên hai góc thùng đằng trước là xài 2 đèn. Về vật liệu đóng thùng của dòng xe này, giờ mình sẽ nói về vật liệu sử dụng. Xe này được làm với vách ngoài là inox 430, dày 5 gem. Inox BA bóng là kiểu bóng 8K nha anh em. Còn dè là dè inox 430, dày 8 gem. Còn cây chống dè là phi 34 hoặc là phi 27 tùy theo bản vẽ. Còn lam đèn lại khung cửa sau xài inox 430, dày 1,5 mm. Bên ngoài cửa inox 430, dày 0.5 gem, dày 5 gem nhé.
và mỗi cánh cửa là 3 bản lề. Với xe này được đóng với khung xương bằng kẽm dày 1.2 ly và vách trong là tôn kẽm 5 gem. Sàn thì là xài bằng sàn kẽm 3 ly dập gân, đấy là theo yêu cầu của khách. Còn về cảng hông là xài hộp 36 cây ngang và cây đứng là hộp 40x40. Về khung cửa hông thì xài hộp 48 dày 1.2 ly. Ở hai bên hông là có đèn hông, một bên là hai cái. Còn khung xương của mui là xài hộp 30x30 dày 1.2 mm. Còn ở giữa của hai vách trong và vách ngoài là xốp cách nhiệt. Đây sàn, đây sàn là sàn kẽm dập gân. Những khoảng trống trống đó là những chỗ để cột hàng, đỡ xô hàng qua bên này qua bên kia, hoặc là xô về đằng sau hoặc là trước. Còn cảng sau làm bằng hộp 48. Đây anh em quan sát cảng hông đây. Thôi đến đây video mình xin được kết thúc ở đây. Mình hẹn anh em gặp ở những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Giờ xin chào tạm biệt anh em. Thank you.